Vào lúc 16 giờ chiều nay, tại hố công trình cầu cao tốc Vạn Ninh Cam Lộ, bắc qua sông Hiếu, thuộc địa phận thôn Tam Hiệp, xã Cam Thủy, huyện Cam Lộ, xảy ra vụ đuối nước thương tâm. Thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, 4 học sinh lớp 6, học sinh trường tiểu học và trung học cơ sở Cam Thủy, huyện Cam Lộ, đến vị trí mố cầu cao tốc Vạn Ninh Cam Lộ đang thi công, rơi. Tại đây, có một hố công trình sâu nên hai em trượt chân rơi xuống nước. Hai em còn lại dùng sào tre đưa xuống kéo được một em lên bờ, còn một em không cứu được. Điều đáng nói, tại vị trí công trình này, không có bất kỳ một biển cảnh báo hoặc rào chắn đảm bảo an toàn cho người qua lại.